Này nó thuốc không hả? Hay nhỉ. Cái này nó thuốc không hả? Cái thuốc đó hả? Nhưng chắc không ổn là cứng. Nó cạn.
chứ sao lộ được. Thấy đất luôn hả? Ôm xuống luôn, ôm xuống tắm luôn. Thấy đất luôn. Ôm xuống tắm luôn. Kéo tao lên cái gì? Nhảy được cái được kìa. Ôm chó nhảy luôn ha, được không Chiến? Ê, cầm gì tụt tay đó rồi. Mày cầm chó xuống rồi. Nó không chịu xuống kìa. Tắm nè. Không biết là thải rồi. Tại mày bắt nó hoài luôn mà. Bừa với chó hả? Tắm cho nó đi, nó quào á, nó quào á. Nó quào đau lắm á. À, để cho nó bơi vô đi. Nó bơi vô được mà. Nó bơi còn nhanh hơn mình nữa đó. Ừ. Giếng bơi làm lại đó. Giếng cho nắm luôn người ta lại vô. Nắm luôn người ta lại rồi, bắt ra đâu chưa. Thảy nó lên đi, đừng đừng cho nó dính sình ngang, dính sình dơ nữa. Ôi nhỏ thở kìa. Chị tao lên nè. Ôi nó thở nó khóc vậy. Tự nghiệp không? Nó đi sình nè. Giờ cái nữa. Được rồi, tắm cái đó đi, đừng nó thở quá trời. Nó lên luôn, lên không được đâu. Đỡ nó lên đi. Đỡ lên. Ê, dơ nữa. Lên được đâu? Được đâu? Dơ nữa rồi. Lên không được mà. Sao? Đi này. Nó trời bắt lắm. Nó cho mày bắt không? Mày bắt tao mày lôi ngoài không bắt. Rửa giò nó cho nó sạch. Mày ôm nó lên nha. Đâu nói lại ơi. Thân thể ngàn vàng chứ có cha mẹ em mới nhìn thấy thôi. Nó quay mặt ra đây coi. Thôi anh gửi đây cho em gửi cho bánh lớp em luôn. Quý à. Được á. Quý ơi. Quý ơi mọi người ơi. Thả nó vũ lên. Thả đứng kia bên nó vũ. Nè, vũ đi con. Từ từ nha. Nhảy nữa hả? Đó rồi, nhảy không? Thôi. Đang nhảy cái đi. Đến bơi xuống ra cái. Đang là nhảy là sống đánh này dập cái nè. Thôi. Chụp hình cái cũng nhảy xuống á. Đi hút nhảy xuống chụp hình lại. Không quay đi rồi tối mình chụp sao? Rồi. Tìm cứu nữa. Cái này xa xa nhảy. Nha thôi. Rồi. Tại tao, đánh chưa? Chưa. Câu quần đang à. Ra ngoài đang bơi ngoài chơi. Đi. Mày ơi. Mấy người mệt nó chìm đâu lo. Chìm đâu lo chết mày chịu. Mệt quá. Xem đây. Thấy cơ chưa? Có cuộn cuộn chưa? Giống như sumo vậy. Giật giật vú rồi. Chắc nghe. Đúng rồi. Quá tà đèo bố. Tối nào đừng ngủ chung tao à. Hiếp dâm tập thể. Tối nay mà đắng lên gì mà thấy ba người ngồi ôm nó nồng là hiểu rồi đó. Ở đây ăn hoài luôn. Khi nào về. Ê, muốn chìm xuồng rồi bà con ơi, vô mới được. Nước vô vậy? Nước vô.
mệt rồi lên tắm cái đi rồi mình nấu ăn nè, chiều à 5 giờ hả? 5 giờ hôm nay nằm ngủ.